Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tài Channel. Và các bạn ơi, hôm nay mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố rồng nha. Chỗ này thì chúng ta cần làm nhiệm vụ đó chính là đây, kiếm cành cây đúng không nè. Thả bé rồng ra là ok. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với cái khu vực là List. Chiến đấu một trận để hoàn thành nhiệm vụ nha. Và các bạn ơi, anh Tài có nhận mở các gói VIP trong game luôn nha. Anh em nào đang cần mở các gói VIP trong game, các bạn có thể liên hệ với mình ha. Mình nhận mở và cái giá trong game kèm thêm một ít phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo nhà phát hành ban nít là sẽ khóa nít của các bạn nha. Ở đây thì anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh của thành viên thuộc hệ, đó chính là Macaron các bạn ơi. Một mình con này cho nó cân 3 là khá là ok rồi hen. Và mình thì cũng có bán những cái nít Dragon City khá là xịn sò cho anh em luôn. Anh em nào đang muốn mua những cái nít xịn về để chơi game thì các bạn có thể liên hệ mua bên mình ha. Mình thì để khá là nhiều nít trên cái trang web của mình là trang hantaychannel.com. Các bạn có thể ghé vào website của mình lựa được cái nick nào thì các bạn có thể inbox trực tiếp với mình qua Facebook để mua ha. Còn link Facebook thì các bạn check link bên dưới phần mô tả của video nha. Ở đây thì anh em mình cùng nhau quậy nhẹ ở cái khu vực đó chính là List. Ôi bé yêu của mình Macaron đã bị bế rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thành viên thuộc hệ đó chính là Titan Macaron. Con này thì nó sẽ có một cái bộ giáp khá là chắc để bảo vệ ha. Rồi tới công chuyện luôn. Ở đây thì anh em mình đang đối phó với một cái thành viên thuộc hệ, đó chính là Titan Heroic Macaron. Con này nó còn trên mình một bậc. Anh em mình thuộc dòng M, còn tên bạn là thuộc dòng Heroic nha các bạn. Rồi tới công chuyện luôn, lãnh 4 viên game bỏ túi nè. Chỗ này thì anh em mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là đi cho rồng ăn nha mọi người. Ở đây mình còn phải kiếm một cái bé Dragon và cho nó ăn cho nó mập lên tí ha, để kiếm những con bọ. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại hắn tay một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video để ủng hộ cho hắn tay với nhau mọi người. Wow, bé rồng yellow này. Ôi cha, anh em mình cho nó lên tài khoản level 20 mấy luôn rồi. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là đây, Heroic VIP luôn nha. Em này thuộc dòng đó chính là Macaron nha mọi người. Sở hữu sức mạnh khá là bá đạo luôn ha. Ui, 147k Victory nha. Chỗ này thì anh em mình sẽ xài cái free pin nè mọi người để đẩy nhanh cái quá trình. Anh em mình đang nằm ở hạng 2 luôn, vậy là bạn nào giành vị trí top 1 của mình rồi. Wow, bỏ qua được một NOS luôn nè. Tới công chuyện ha. Rồi, tiếp theo thì anh em mình nhận thưởng nè các bạn. X5, ổi lộn nhân 5 mảnh ha. Nhiệm vụ tiếp theo là cái gì ta? Thu hoạch thức ăn ha mọi người. Ui chà, anh em mình đây, 30 giây thu hoạch một lần. Chỗ này thì anh em mình sẽ lãnh thưởng nhẹ cái. Rồi, khu vực này sẽ là cái khu vực Arena. Vô đây thì anh em mình sẽ cày thêm điểm nha mọi người. Cố gắng giành vị trí đầu tiên để chúng ta kiếm ống nghiệm ha. Kiếm ống nghiệm về chơi cho nó vui. Ôi, và ở đây hình như nó bị lỗi gì đó mọi người ơi. Cái con, mình có một cái con là Macaron ấy, nhưng mà nó không cho vào nhờ. Mình có cái con Vodos nhưng mà nó không cho cái con Vodos của mình vào. Đấy, ghét dễ sợ luôn. Ở đây nó chỉ khóa là cái con có thể bu thôi, mà bé Macaron của mình nó đâu có thể bu đâu. Thiệt tình là đáng ghét quá đi. Rồi giờ anh em mình phải gồng với cái tem này thôi chứ biết sao giờ các bạn. Bé này mới level 45 thôi. Rồi chúng ta mang cái con M này vô giấu nhẹ một cái. Tiếp theo thì nghĩ thử cái đội hình của tem bạn coi. Đội hình này thì cũng khá là ngon nha. Wow, vị trí này chúng ta sẽ đến với là tuyệt chiêu đặc biệt nha mọi người. Thêm một lượt đánh nữa. Sau đó ao nhay với chiêu lửa một cái luôn. Bế nhẹ thêm một phát nữa luôn. Wow, chơi đánh làng luôn hen. Được. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với bé gió lửa. Rồi, màn trình diễn tiếp theo anh em mình đến với con nào đây? Em này chuyên gia trị dòng Macaron nè mọi người. Nó trị thì thôi anh em mình sẽ không xài cái tuyệt chiêu hút máu ha. Anh em mình sẽ xài mấy cái chiêu bình thường thôi. Rồi, lần này đến với tuyệt chiêu gió đi. Wow. Có một cái sự lợi hại không hề nhẹ ha. Anh em mình bây giờ chắc chịu được một chiêu nữa rồi. Rồi sau đó cho bé Macaron ra thể hiện. Con này mà nó bị ngủm một cái đó là tem bạn nó không có sở hữu cái kỹ năng đặc biệt của cái bé này nữa. Đó, cái kỹ năng gọi là dính độc quá mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phá giáp nhẹ bé này, sau đó mới xài cái tuyệt chiêu gọi là hút máu nha.
Ôi, đây đây đây, hút máu đem về nè. Đó, hết sảy luôn các bạn ơi. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là... Wow. Rồi, ổn áp nha mọi người, victory. Đây, ở đây thì anh em mình bật nhẹ cái tem này nữa đi ha. Ôi, hơi gắt nha, mới vô chưa gì hết, bị bế ra khúc máu rồi. Wow, một mình con này mình cho nó đi cân đi. Ôi, căng nhờ. Bình tĩnh coi, chỗ này thì thêm được một lượt đánh nữa nè. Wow, 55. Rồi, ok, dư sức qua cầu luôn. Victory ha. Ở đây thì anh em mình sẽ có nhẹ chiếc rương nha mọi người. Wow, nhìn cái tem này cũng khá là chất lượng. Bây giờ anh em mình làm sao phải solo nhẹ với cái con mắt đỏ này. Mà để chiến thắng được con mắt đỏ là anh em mình cần cái lượng đam cũng khá là cao nha. Vì cái lượng máu của con mắt đỏ nó sẽ được búp ở cái khu vực này đấy. Rồi, vô kèo luôn. Wow, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là mắt đỏ đi. Chứng tỏ sức mạnh của mặt rồng coi. 160 mấy. Và đây sẽ là tuyệt chiêu lửa. Tiếp theo thì anh em mình bật thêm một phát nữa. Rồi, trời ơi, mạnh dữ. Wow, tầm này thì anh em mình sẽ đến với dòng à. Đây, gió lửa nha. Rồi, tới công chuyện ha. Chỗ này thì anh em mình sẽ đi phá nhẹ cái giáp nè. Wow, thêm một lượt đánh nữa. Sau đó sẽ là hút máu nha. Ôi, căng chưa? Bây giờ thì sẽ nhờ đến sức mạnh. Ui, tem bạn nó hút máu hả mọi người? Máu nó giật như phin luôn. Rồi, lần này chúng ta sẽ đến với là... Đây, một em lên dẻ. Trùm cuối của tem bạn sẽ là dòng ma cà rồng. Ủa lộn, là dòng Kama các bạn. Con này thì máu không nhiều, nhưng mà mình rén nó chỗ là nó bị nhiễm sát thương đó các bạn. Cố lên cái coi. Rồi, ở đây thì thêm được một lượt đánh nữa nè. Wow, hơi hồi hộp tí ha. Victory, chỗ này 60-50, vẫn là 50. Kèo này thì mình thấy cũng khá là căng. Ôi, nhưng mà anh em mình thích thử thách ha. Rồi, chỗ này thì đi bắt xe nhẹ cái bé gọi là chuyên trị ma cà rồng này mới được. Con này mới level 60 thôi. Ôi, anh em mình được thêm lượt đánh nữa cơ. Phải tận dụng hết những gì mình có ha. Wow, ở đây thì mình cưa nhẹ cái đi. Sau đó mình chơi trò hút máu, kéo lại những gì đã mất nha. Ui, căng nhờ. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là Harris Aos. Ôi, con này nó đánh là... Ây, hy sinh hết nhân vật đặc biệt rồi. Thành viên ma cà rồng của mình. Cây thiệt chứ con này nó có 50 thôi mà nó ức chế dễ sợ nha.
Rồi, lần này anh em mình sẽ đến với cái bé này đi. Ôi, con này máu nó lên tới là 288.000 rồi mọi người. Không biết là anh em mình cầm cự nổi với con này hay không. 58. Chắc có lẽ được. Wow, đủ luôn các bạn ơi, đủ lượng sát thương để bế thêm bạn nha. Trời ơi, mình tưởng đâu là anh em mình không đánh lại chứ. Rồi, chỗ này tem bạn nó cũng đã tuột xuống một bậc. Bây giờ là rồng của mình thì nó cũng không có quá ghê gớm nha mọi người. Kèo này cũng hơi rung nha. Rồi, con này thì... Ôi, anh em mình có... 400 mấy nè. Đang có 400 mấy ngàn máu. Thêm được một lượt đánh nữa cũng ok. Cho nó đi du lịch xa bờ luôn. Đẩy luôn các bạn ơi. Rồi một em. Thành viên tiếp theo. Để coi coi là anh em mình không có con nào được đam hết nhờ. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ cho cái bé level 70 của mình ra tiếp tục gồng đi. Wow, em này thì sao đây, 255.000 máu luôn, máu cũng khá là trâu nha. Victory nha mọi người, ngon lành. Rồi, 55. Ui, kèo này cũng hơi căng nè, tên bạn. Ba con rồng đặc biệt luôn, mình có 1 con 70 à. Lần này không biết sẽ như thế nào đây, không biết anh em mình có qua cửa nổi hay không đây các bạn. Em này thì mới level 40 thôi, anh em mình cho nó lên cấp luôn đi nha. Con này cho lên được chắc cũng 50, mà hơi tốn thức ăn một xíu. Bây giờ hết rồng để đánh rồi, cũng phải ráng rồng thôi. Vô kèo. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đi giao lưu nhẹ luôn. Chiến toàn rồng xịn không à. À, lượng máu của tem bạn là cũng khá là cao đây nha các bạn. Rồi, tốc độ đánh của tốc độ chạy của mình nhanh hơn tem bạn cho nên anh em mình được quýnh 2 lần luôn nè. Có lợi thế nha. Wow, plasma, chỗ này thì anh em mình ráng kéo nha. Đổi rồng. Rồi trùm cuối sẽ là Kamas. Em này mới có 42 thôi. Chắc anh em mình nhây được mà. Ôi nó miễn nhiễm sát thương rồi. Lượng đam nó sẽ được nhân 2. Miễn nhiễm thì một lần thôi chứ hả. Chứ miễn nhiễm hoài là mất cân bằng game lắm đó nha. Rồi victory các bạn à. Lần này thì anh em mình qua cửa được nha. Ngon lành. Ok và anh em ơi, ai chưa đăng ký kênh đừng quên để lại hắn tay một lượt đăng ký nha. Cũng như là like nhẹ video ủng hộ mình với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.